Chiều ngày 1 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm hỏi người dân, kiểm tra và làm việc với quận Bình Thạnh và quận 5 về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại quận Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đi kiểm tra, thăm hỏi động viên lực lượng y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 của quận Bình Thạnh. Sau đó, đồng chí đã đi kiểm tra, thăm hỏi lực lượng đội phản ứng nhanh tại Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Bình Thạnh. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng đã đi thăm hỏi, trao tặng quà cho người dân trong khu phố 2, phường 3, quận 5. Tại đây, đồng chí đã ân cần thăm hỏi, động viên người dân tham gia tự quản tại chốt bảo vệ vùng xanh. Trong buổi làm việc với quận Bình Thạnh và quận 5, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ trăn trở khi thời gian qua nhận được nhiều tin báo từ người dân về các trường hợp F0 chuyển nặng, nhưng gọi y tế cơ sở không được. Khi ấy mỗi phút đợi chờ của gia đình dài như vô tận. Từ đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, phải nắm chắc số lượng, tình trạng, quy trình xử lý F0 để chăm lo hỗ trợ bệnh nhân nặng, hạn chế tối đa tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đặc biệt nhấn mạnh cần chăm lo hỗ trợ bệnh nhân nặng, tuyệt đối không để trường hợp F0 nào có bất trắc tử vong tại nhà, bởi lương tâm chúng ta không cho phép. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã chuyển đổi 200 chiếc taxi cùng 32 chiếc xe cấp cứu để hỗ trợ ở 4 vệ tinh của trung tâm 115 tại quận Bình Tân, Bình Chánh, quận 12 và thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đặt hàng thêm 50 chiếc xe cấp cứu từ Thaco để phục vụ vận chuyển kịp thời các F0 chuyển nặng. Về công tác chăm lo đời sống người dân, đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị quận Bình Thạnh và quận 5 đặc biệt quan tâm đến người lao động nghèo, mất việc, chăm lo cho người dân được ăn uống đầy đủ để có kháng thể tốt chống lại dịch bệnh. Đồng chí thông tin thêm, từ ngày mai ngày 2 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai gói hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là cho đội ngũ y bác sĩ.